Ông đã xách về đâu? Thì thế buổi sang ăn trộm. Tí thì đừng chờ đéo bao giờ ông sang. Rán là không nản tí. Anh nấu riêu ấy, không rán đâu. Rán nấu riêu, nấu riêu bao giờ? Nấu rán xong nấu riêu, nấu riêu nhanh lắm. Sùi nước là xong ăn luôn. Không rồi, à nấu riêu nấu mấy cái gì? Cái gì? Cái gì? Đấy đi. Cái gì? Rau đầy đi. Ngáo ngáo à? Ai nấu riêu mấy cái đấy? Ôi thì không biết à? Người ta nấu riêu cà chua thôi. Thế ô. Kém thế. Phải để cậu làm cho mà ăn nữa nha. Tí đi mà làm nhá. Không, anh chỉ nấu thôi. Anh chỉ nấu thôi, tí rán thôi. Rán một chống nước mắm thôi. Tí nấy nó ngót rồi mà nấu. Chứ nấu riêu bao giờ? Có anh ấy. Anh nấu riêu. Ở nhà chú không làm cái gì đúng không? Ờ đúng rồi, nhà không làm gì. Ê đúng rồi. Đúng rồi. Em có biết nhiều cái hơn anh ấy. Biết cái gì? Biết nhiều cái hơn anh ấy. Nấu món gì? Món gì cũng nấu được. Thế mà nấu cá riêu không biết nấu? Ừ, em không biết nấu. Em không biết nấu cái món như của anh. Cái món này món phổ thông. Phổ thông. Phổ cái con khỉ. Phổ nấu cái gì? Nghĩa về em hỏi mẹ em là nấu cá riêu kiểu gì? Hỏi thế thôi đấy. Hỏi anh có thể hỏi mẹ anh ấy. Đã không biết nấu rồi lại còn... Chịu không biết, chịu đi. Đã không biết nấu rồi lại còn dạy người ta, dạy người khác cách nấu nữa gì đấy. Bị chết. Nấu riêu hay khoai thì nghe hay không? Rọc mùng. Rọc mùng thì còn nghe được, nấu riêu hay khoai thì... Rọc mùng ấy. Vừa giờ bố cái gì? Thì cây rọc mùng khoai thế. Sao cái bố cái cây khoai? giờ đã bỏ lấu cái đầu mùng rồi. Sang lấy cá đi. Thì kia là để có gió. Đấy, giờ lại bỏ đọc mùng. Uống nước tắm kìa. Giờ lại bỏ đọc mùng đi.